Yo, hello, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Yay, yay, hello. Đây có cái event tìm rồng đất. Thì nó bắt mình nói chuyện với NPC Catlin ở cảng Ly Duy chứ không phải ở Montrat nha anh em. Thì đây nó có cái event này là nó chỉ là cái thám hiểm thôi ấy. Mình không biết là thám hiểm xong thì nó có cái gì không. Nhưng mà đây là chỉ có cái bảng thám hiểm ở đây thôi. Ok, khi mình nói chuyện với NPC thì nó sẽ show ra một cái bảng thám hiểm là tìm rồng đất bên cạnh cái đi thám hiểm. Và nó có nhiều rank lắm, để có rank S là phần thưởng cao nhất. Ví dụ khi mở vào mà bạn thấy có nhân vật đang điều tra thế này này, là nó đang điều tra ở cái bên tab điều tra thông thường ấy, đi thám hiểm ấy, mình sẽ rút nhân vật đi thám hiểm về, bởi vì nó đã xong việc rồi. Rút hết về để mình sẽ tính đường sắp xếp đội hình. Thì mình không biết là nếu mà ác nhỏ ấy thì nó có tốn số lượng nhân vật không, mà mình gọi cái ác AR45 ở đây. Ngoài ra thì có bạn bè hỗ trợ, và bạn bè cấp càng cao thì hỗ trợ càng nhiều. Ở đây mình có cái ác sĩ của mình này, một thằng đi lực level 90, thì khi chọn một phát thì sẽ được xác suất thêm phần thưởng 54%. Và việc của mình là phải làm cho cái xác suất phần thưởng tăng lên 100%. Cái này dễ đâu mà, chỉ cần bổ sung thêm nhân vật là được. Mà ngoài ra thì cái nhân vật này cần phải có đúng cái vision mà cái thám hiểm nó yêu cầu thì sẽ được tăng mạnh cái chỉ số xác suất thêm phần thưởng. Ở đây nó là hệ hỏa và hệ lôi. Thì Dylak đã là hệ hỏa rồi, và mình chỉ còn chọn thêm hệ hỏa hệ lôi thôi. Mình sẽ chọn thử hệ lôi ở đây. Mình sẽ chọn Fit này, chọn Bidou này, và con Lisa level 2. Thế là được 100% luôn. Đó, thế là cái phần cái event này, nếu mà ác thấp ấy, ác AR thấp, ít nhân vật, thì cái phần bạn bè hỗ trợ này sẽ hỗ giúp rất là nhiều luôn ha. Ở đây còn có các phần thưởng khác thì mình sẽ chọn lần lượt từ S đến A và cuối cùng là B. Thì ở đây mình nhân vật ở cái ác này nó cũng khá là cạn, không phải cao mà là trung bình, mà cũng đủ rồi. Mình chọn 3 con là đủ 100%. Mình sẽ chọn tiếp, cứ chọn nhân vật của mình rồi chọn nhân vật mà bạn bè hỗ trợ tùy. Nói chung là làm sao cứ xác suất phần thưởng thêm 100% là được. Nói chung là cũng không có cái gì khó khăn ở cái event này hết ấy. Nếu mà anh em mà cảm thấy khó hiểu, thiếu nhân vật hay là không đủ để lên 100% thì xem tiếp video nhé. Sẽ có cái phần mình hướng dẫn sử dụng Discord để đăng cốt kết bạn. Về cái vụ đăng cốt kết bạn này thì thực sự là có rất nhiều nơi để đăng cốt kết bạn luôn. Từ Facebook rồi bất cứ cái mạng xã hội nào mà mọi người quen dùng. Mình thì mình quen dùng Discord nên là mình sẽ sử dụng Discord để hướng dẫn. Tuy mọi người thấy cách nào hiệu quả hơn thì mọi người làm ha. Ở đây là mình đang cho nó thám hiểm nốt ở cái bên tab thám hiểm đi thám hiểm bình thường này, bởi vì là vẫn còn slot mà. Đó, thì sự bạn bè hỗ trợ sẽ tiết kiệm được slot và sẽ còn nhân vật để đi thám hiểm thông thường nữa. Ok. Cái phần tìm dòng đất ở đây là hết rồi. Tiếp theo sẽ là phần kết bạn nha. Đây, để vào kết bạn thì mình có cái Discord đảo trên không ở đây. Có rất nhiều Discord khác nữa, tùy mọi người tham gia nha. Cái này là cái của mình, của kênh Kyra TV. Thì mọi người vào phần có cái tab event kết bạn với cả giúp đỡ này. Sau đó vào trong đây ai cũng có quyền gửi bình luận hết. Bất kể là người mới hay người cũ thì bạn chỉ cần... ví dụ ở đây mình đang trên sách bạn bè mình đang có 39 trên 45 slot này. Thì toàn bộ 39 slot này là đều active hết, gần như là ngày nào cũng đăng nhập, không ai nghỉ đâu. Thế cho nên là cái số lượng bạn bè mà cái danh sách này cung cấp, số lượng tướng mà danh sách này cung cấp trong cái event này là khủng khiếp luôn. Toàn 90. Cái kéo dưới này cũng lên 80 rồi. Nói chung là quá thừa thãi. Thế cho nên là việc kết bạn nó có rất là có ích. Ngoài việc chơi game vui hơn thì những cái event như thế này mình nghĩ về sau Mi Chó sẽ bổ sung rất là nhiều luôn. Đó. Thế cho nên là các bạn hãy mạnh dạn đăng thông tin và kết bạn đi nhé. Đó là cái phần lợi ích. Còn để đăng ký kết bạn thì mình ghi ví dụ đây, mình ghi ví dụ thôi nha. Nó là chat một câu AR55 xong rồi paste cái UID vào, lấy UID bằng cách copy ở trong game hoặc là bạn tự gõ cũng được, mà copy cho nhanh. Xong paste vào đây rồi ghi là kết bạn event dùng đất hoặc là cái event về sau kết bạn co-op chơi game vân vân. Sau đó ấn enter để gửi, nhưng mà mình chỉ ví dụ thôi, mình không gửi ở đây ha. Rồi.
Mình nhắc lại là cái kết bạn này thì bạn có thể làm ở bất cứ đâu nhá, chứ không phải chỉ mỗi đây, mình chỉ ví dụ thôi. Cái link để vào Discord thì có ở phần mô tả ấy, hoặc là có ngay trên video các bạn đang nhìn thấy này. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chúc các bạn thành công. Bye bye.